tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều nay, trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định các thông tin đã được Bộ Công an Việt Nam công khai và báo chí cũng đã đăng tải rộng rãi. Liên quan đến phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh việc Trịnh Xuân Thanh, tôi lấy làm tiếc về cái phát biểu ngày 2 tháng 8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Đức. Thông báo ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công an và đã được báo chí đăng tải. Theo đó, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra. Để cung cấp thêm thông tin về ông Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra ngày 31 tháng 7 năm 2017, Đài Truyền hình Việt Nam đã liên hệ với cơ quan an ninh điều tra để tìm hiểu về việc này. Trong đơn xin đầu thú của ông Thanh có đoạn: "Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức. Trong thời gian này, cuộc sống trốn tránh, bấp bênh, luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật." Trong một bài viết từ Facebook Lê Diễn Đức, có bài viết về nguyên tắc ngoại giao là có đi có lại. Báo chí Đức cùng một số tờ báo nước ngoài đã lên tiếng vụ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Một bộ ngoại giao của Đức đã triệu tập đại sứ Việt Nam lên và chất vấn, thông báo rằng một viên chức đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại đại sứ quán Đức ở Đức bị tuyên bố là không được hoan nghênh và có 48 tiếng để rời khỏi Đức. Ở đây có một số lưu ý nhỏ về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức. Theo tôi được biết, hầu hết các đại sứ quán đều có nhân viên đặc trách việc này, nhưng về mặt chính thức họ vẫn khoác áo ngoại giao, không bao giờ thừa nhận làm công tác tình báo. Chả lẽ cơ quan tình báo Việt Nam lại có đại diện chính thức tại đại sứ quán Việt Nam ở Đức hay sao? Trong một thực tế khác, các nước vẫn trục xuất các nhân viên ngoại giao mà họ cho là có hoạt động tình báo trên nước họ, nhưng về mặt chính thức thì vẫn chỉ là tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao tên A hay tên B, trừ khi họ bắt được quả tang. Bộ Ngoại giao Đức đã có phản ứng. Điều thú vị nhất bây giờ là phản ứng ngoại giao của Việt Nam ra sao nếu có bản viết tay của chính Trịnh Xuân Thanh hoặc video clip trong đó Trịnh Xuân Thanh bác bỏ mọi cáo buộc bắt cóc từ phía Đức và tự nhận mình là tự nguyện về Việt Nam để chịu sự điều tra, xem xét của vụ án tham nhũng mà mình có liên quan, thì phía Việt Nam sẽ phản ứng có lợi, sẽ bác bỏ mọi sự hiểu lầm của Đức, thậm chí có thể đáp trả lại bằng việc trục xuất một nhà ngoại giao Đức. Trong một diễn biến khác của vụ việc, thì một số nhà đấu tranh dân chủ, một số tổ chức xã hội dân sự, mặc dù thường lên án tham nhũng và cổ xí cho hành động chống tham nhũng, tuy nhiên trong vụ việc mà Bộ Ngoại giao Việt, trong vụ việc về Bộ Ngoại giao Đức lên án Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì phản ứng của phía này lại lên án Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, quyền tự do của Trịnh Xuân Thanh và vi phạm những nguyên tắc ngoại giao. Điều gì đang xảy ra? Vậy tóm lại, các tổ chức đấu tranh dân chủ, xã hội dân sự đang muốn điều gì? Và phải chăng chúng là đồng đảng của Trịnh Xuân Thanh?